Rồi, hello anh em nha. Hôm nay mình lên cho anh em full bộ đồ nồng quay 110 hàng zin tháo xe cực đẹp nha. Tình trạng là zin S-Honda tháo xe bao nổ, bao im, bao xài, bao không khói. Nói chung là bao đủ thứ cho anh em ha. Thì full bộ đồ nồng S-Honda cực đẹp này mình bán cho anh em với giá là 3,9 nha anh em. 3,9 cho bộ đồ nồng tuyệt đẹp, từ màu da đến hình thức. Nói chung là rất là đẹp, lòng còn mặt võng rất là đẹp luôn. Bích tông đẹp, bao anh em là bao im, bao xài, bao không khói nha. Thì bộ đồ nồng này mình bán giá là 3,9 nha. Đây, bích tông cực đẹp nha anh em. Bích tông S-Honda nha, đúng zin tháo xe nha anh em. Rồi, vô phần chính của cái nồng. Đây, màu da tuyệt đẹp nha. Quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem ha. Anh em về vô dòng xe quay rim xài zin 110 đi xin cam 90 là ok nha anh em. Anh em thấy không, lòng còn rất là đẹp, còn dấu mực cái chỗ chân lòng luôn nè. Đây mặt võng à, anh em thấy mặt võng không? Đây mặt võng tuyệt đẹp nha, mặt võng tuyệt đẹp luôn. Lòng thì bao anh em là không có lỗi lầm gì hết nha anh em. Cái đầu này mã là ET12 nha anh em. Đó, anh em về đưa vô xe là lụm thôi, không cần phải làm gì hết. Hàng tháo trên xe là đang nổ ngon lành, bao im, bao không khói cho anh em. Hàng bán thì bao đủ thứ, mình có tả rõ trong clip. Anh em cứ nghe hết clip là ok. Nói chung là hàng mình bán là có giá cả đầy đủ. Anh em thấy hợp nhãn thì mình cứ alo nha. Rồi ok anh em à, lâu lâu mới có bộ đồ nồng 110 đẹp như vậy và giá cũng hợp lý cho anh em. 3,9 nha anh em.